Thế vậy. Mình đi biên giới cả nhà ơi, nay đi đông lắm, mấy anh em lại đây đông lắm. Nay mình xin phép quay camera đây mình nha. Ổng sao không ai biết mình là ai hết. Hai Vĩnh, đây em Vĩnh đây nè. Hai. Đây, đoàn quân của mấy anh em đây. 5 giờ đó, 4:50 đó ở. Ông nói tự cái nãy chạy được tàn. Đây, anh Lành. À, đẹp trai ghê chưa? Không à. Không à, đúng quá. Đẹp trai không? Trái mạng luôn á. Trái, đúng mà trái mày. Hả? Đây, hút hết điếu thuốc đi cả nhà ơi. Biên giới cột mốc này cột mốc mấy, cột mốc mấy anh bạn? 98 nha anh em. Ghé nhà ông anh quen mấy năm nay mới ghé anh nè. À. Anh bảy. Bảy biên giới. Rồi chào cả nhà ha. Nay cũng giờ cũng 6:30 rồi. Anh em cũng vừa tới nơi à. Đây đây sư phụ. À, đây em Vĩnh nè. Em Vĩnh chuẩn bị ra cần, mình cũng đang chuẩn bị ra cần. Có anh Út với anh Lanh này ra cần trước rồi. Thôi để giờ mình ra cần mình câu cả nhà ơi. Nay anh em cũng mới lội ra tới điểm câu à. Thì nay mình cũng xài bộ combo cũ ha, cần Galot máy bờ rô pin 5000 ha. Nay mình đi biên giới, đây là cột mốc 89 ở Campuchia. Nay mấy anh em rải rác đánh vòng vòng mấy cái vuông này nè, mấy cái ruộng. Thôi để giờ chiến cả nhà ơi. Giờ cũng 6:40 phút rồi. Để giờ mình vô nhá anh câu ha.
Đó rồi. Dán. Trời. Căng à. Giờ phải lội lên. Con đầu tiên cả nhà ơi, đúng là đánh lũ thiệt. À, để mình tắt máy xử lý nữa cả nhà ơi. Cũng 11 giờ rưỡi cả nhà ơi, từ ở biên giới chạy về Tân Phước. Sáng vô trong biên giới cái cột 198 câu bị mấy anh văn phòng ở bên Campuchia đuổi không có cho câu nên chạy về Tân Phước. Đây sáng giờ chưa ngồi xe nhiều hơn là câu cá. Khổ chưa anh em? Không mà đủ không quay tôi à. Tôi nói không mà đủ. Đây trái là máy, đủ. Đây là cốt của sư phụ này nha, là đây. Đây về mới về tới Tân Phước. Ôi. Đang bạn ăn cơm cả nhà ơi. Chuẩn bị ăn cơm nha anh em. Hồi sáng giờ câu được chắc được 1 tiếng rưỡi, chạy xe hết 5 tiếng đồng hồ. Ủa, từ cái cột mốc mình về đây được bao nhiêu xa ta? Có mấy chục cây? Chở trên 80 cây. Trên 80 cây. Rồi, từ ở bên biên giới chạy về tới Tân Phước 80 cây nữa cả nhà ơi. Là biết bao nhiêu thời gian rồi. Đù mẹ xe ta mở hết xăng rồi tính. Anh em mình chạy về Tân Phước giờ tới đây cũng chưa rồi, dọn cơm ra ăn. Ăn đậm bạc nha. Được mấy vậy? Dưa leo. Thịt qua bên Campuchia kho. Câu người ta không cho anh em ơi. Dưa. Đủ chạy về tới đây luôn rồi. Tôi muốn. Ủa lộn, đặt xuống quán rồi. Khô. Này món của sư phụ làm dở theo ngay cả nhà. Từ ổng lắm á. Đánh nó thùng cơm. Đánh thùng cơm tới hết hồn. Trời ơi, lần đầu tiên đi câu mà chạy mấy hơn cái 100 cây số. Gì mà giờ chạy cả trăm mấy cây rồi. Nên mình đi tới trầm chim. Hơn. Ừ. Mình đi là đúc 4 giờ. 4 giờ. Đi trầm chim. 4 giờ tới đó 6 giờ. 6 gì giờ. Nữa mình câu chút xíu cái lên tới đây giờ đi nữa tới 12 giờ. Tại không hồi nãy dính vô bên kia cũng hết tiếng hồ rồi. 1 rưỡi hà còn sớm. Sớm, còn đến buổi chiều được. À, ăn cơm mấy anh ơi. Thôi. Để mình cắt máy rồi ăn cơm nha anh em. Máy bay mình tháo rồi, còn mình quay điện thoại thôi. Tắm bụi quá rồi. Thôi để tắt máy ăn cơm mà chiến cả nhà ơi. Thì kiếm buổi chiều mà kiếm cả nhà Vĩnh Vận Vĩnh miền Tây ăn cơm nha. Kiếm mấy vài con để thôi, mấy ông dùng rồi thì cũng, xem cũng xong rồi. Giờ thôi tới anh em mình chiến đi. Rồi. Dứt. Bây giờ mời cả nhà ăn cơm nha. Thôi mình cắt máy ăn cơm nha.
lên có con lên thở bự quá trời luôn mà nó không ăn. Đúng rồi. Cái cò vừa nói dứt tiếng. À, thôi cá cả nhà ơi. Rồi, núp rồi, núp rồi. Ừ, cái gì? Cái gì nó núp cả nhà ơi. Rồi, để tháo cá ra nè. Giờ chở cái nhà ơi. Hai con, mương được hai con rồi.
cá lũ tháo cá cả nhà ơi. Đớp cả nhà ơi. Thấy không? Con này nãy sảy nè, mới sảy thì ăn lại. Rồi có cá cả nhà ơi. Cái gì vậy trời? Không ra ở đâu rồi? Vô quán ngồi luôn rồi. Về mẹ mà có câu điện thoại. Không đâu biết đường về mà. Rồi, giờ 2 rưỡi cả nhà ơi. À, rút cần về ha. Mệt quá rồi. Nắng quá, trông nổi chưa. Tôi phụ đồ về rồi. Giờ tẻ ra người yên hướng mà giờ nắng quá không hết nổi cả nhà ơi. Với phần bữa nay ngồi xe nhiều quá ê mình nè. Thôi thành quả của mình chắc cũng được 5-6 con vậy cả nhà ơi. Nó nhỏ không à, chứ mình khỏi báo cá luôn quá. Phụ có 2 con à. Quá cực khổ. Nãy là chú phụ trốn không à. Thôi hẹn cả nhà vào những clip tiếp theo ha. Chào cả nhà, giờ không dám xin cả nhà một like đăng ký kênh nữa. Thôi nếu cả nhà thấy thương tình thì cho mình xin một like và đăng ký nha cả nhà. Mai đi xuống Tân Thanh cỡ mình vô câu. Để có động lực đi câu cả nhà ơi, giờ thế thì câu kéo nản dữ lắm rồi.